Ngày xưa, câu chuyện xảy ra khi các màu sắc vừa mới xuất hiện trên khắp thế gian. Vào một ngày đẹp trời, họ cùng nhau tụ họp trên 9 tầng mây. Những màu sắc gồm có đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím. Sự xuất hiện của họ khiến cho những đám mây như bừng sáng với đủ những màu sắc tươi đẹp. Bảy sắc màu các cậu mới lung linh làm sao? Nhìn đây, bọn tớ tỏa sáng rực rỡ thế này là nhờ có các cậu đấy. Nhưng các màu sắc lúc này lại thường hay đố kỵ và ghen ghét lẫn nhau. Đó là nhờ có tôi. Hãy nhìn những áng mây màu đỏ kia đi. Họ mới mạnh mẽ làm sao, có phải không? Nhầm rồi, những đám mây màu vàng nhẫn nhờ mới thật là đẹp chứ. Các cậu tranh cãi vô ích. Nếu mà đám mây được nhuộm màu của tôi thì còn đẹp hơn nữa, chứ không phải của các cậu đâu. Sai hết rồi là tôi mới đúng. Là màu cam của tôi. Không, là tôi, màu chàm chứ, không phải của cậu. Sao chúng ta không thi xem màu sắc nào là tuyệt vời nhất đi, đúng không? Bảy màu sắc thấy lời đề nghị ấy rất có lý, thế là cuộc tranh cãi nảy lửa bắt đầu. Màu lục là người lên tiếng trước. Dĩ nhiên là tôi rồi, tôi chính là biểu tượng của sự sống đây. Hãy nhìn cỏ cây hoa lá xanh tươi dưới mặt đất đi. Họ mang màu sắc của tôi. Khi mùa xuân đến, vạn vật trở nên xanh tốt. Sức sống mãnh liệt ấy của tự nhiên chính là nhờ có tôi. Nếu không có tôi, cảnh vật sẽ tiêu điều và trở nên đáng sợ. Còn nữa, tôi chính là màu của sự hy vọng luôn tồn tại trên thế giới này. Vì sao con người lại lấy màu của tôi để làm biểu tượng cho sự hy vọng? Vì tôi chính là màu tuyệt vời nhất. Vớ vẩn, màu xanh lục của cậu quá nhỏ bé so với màu xanh lam của tôi. Hãy nhìn lên bầu trời bao la này đi. Nhìn đi, và cả mặt biển mênh mông dưới kia nữa. Cậu có to lớn bằng tôi chăng? Tôi là màu của nước biếc. Nếu không có nước, cây cỏ hoa lá của cậu có sống được hay không? Tất cả con người và vạn vật đều cần có nước. Nếu không có màu của tôi, tất cả sẽ héo khô hết. Tôi còn là biểu tượng cho sự hòa bình của con người. Rõ ràng không ai muốn chiến tranh, phải không nào? Vì vậy tôi mới là màu quan trọng nhất. Tôi là màu của mặt trời, mặt trăng và các vì sao đây. Chỉ có ánh sáng của tôi mới mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời mà thôi. Thiếu vắng tôi sẽ không còn sự hân hoan nữa. Tôi còn tượng trưng cho quyền lực và sự thịnh vượng. Đã bao giờ mọi người thấy cung điện vua chúa nào thiếu vắng sắc vàng của tôi chưa? Các cậu hãy nhìn những thỏi vàng đang nhảy múa kìa. Chúng mới đẹp làm sao. Tất cả đều mang màu sắc của tôi đấy. Thế nào, chừng đó đã đủ để chứng tỏ rằng tôi tuyệt vời nhất chưa? Các cậu thật ngốc nghếch, chẳng hiểu gì cả. Tôi mới là màu uy quyền nhất. Vì tôi là đại diện cho tri thức, sự thông thái tuyệt đỉnh. Bất cứ ai cũng sẵn sàng lắng nghe và phục tùng tôi. Bởi đơn giản, ai nắm được tri thức sẽ là người giỏi nhất. Thiếu vắng sắc màu của tôi, tất cả đều sẽ trở thành những kẻ ngốc. Tôi còn là hiện thân của tình yêu chung thủy, sự chân thành giữa mọi người với nhau. Vì thế tôi có mặt ở khắp mọi nơi trên thế gian này. Mọi người đều thích những đồ vật màu tím hơn tất cả, bởi vì tôi bí ẩn, lung linh và có sức hấp dẫn nhất, có đúng không nào? Từ từ đã, các cậu hãy nghĩ đến tôi xem nào. Tôi là màu của sự tĩnh lặng, nhưng sâu sắc và tinh tế. Con người luôn cần đến tôi vì tôi đại diện cho tâm hồn, suy nghĩ và sự chín chắn. Nếu thiếu tôi, thì tất cả sẽ trở nên hời hợt, tẻ nhạt. Tôi hiện diện trong lòng tin, những giây phút suy tư, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Cuộc sống cần những màu trầm như tôi để trở nên cân bằng. Tôi không giống các bạn bởi vì tôi khác biệt với các bạn. Còn tôi là màu của sức khỏe, của năng lượng bất tận. Hãy nhìn các loại trái cây ngon lành và bổ dưỡng đi. Cam, quýt, bí ngô, cà rốt, đu đủ. Các cậu sẽ thấy tôi xuất hiện nhiều nhất cho mà xem. Mọi người đều cần có tôi để duy trì năng lượng và nhu cầu sức khỏe. Tôi còn là biểu tượng của tuổi trẻ, sự tự tin và đổi mới. Đó là những điều thiết yếu trong thế giới tươi đẹp này. Vẻ đẹp của tôi dư sức che mờ các bạn, vì thế tôi chắc chắn là màu tuyệt nhất ở đây.
Này các cậu, thế là đủ rồi đấy. Tôi là màu của máu, màu của sinh lực và của sự dũng cảm. Bất kỳ sinh vật nào muốn tồn tại trên đời đều phải có tôi. Hãy nhìn những ngọn lửa đỏ rực kia đi. Đó là thứ quan trọng nhất trên thế gian này. Nó mang màu sắc của tôi đấy. Tôi còn là biểu tượng của tình yêu, của sự đam mê cháy bỏng. Làm sao thế giới này có thể thiếu tôi được? Lúc ấy, vạn vật sẽ mất đi sinh khí và khắp nơi sẽ trở nên ảm đạm, xám xịt. Tôi mới là người chiến thắng. Cứ như thế, cuộc tranh cãi dường như không có hồi kết. Ai cũng có lý của riêng mình. Bảy màu sắc trở nên cáu kỉnh. Họ tranh cãi nhau càng lúc càng dữ dội hơn. Họ chia rẽ nhau ra. Mỗi người chiếm giữ một đám mây cho riêng mình, rồi lườm lườm liếc nhìn nhau đầy vẻ căm ghét. Ở trên cao, mặt trời đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Ôi, những sắc màu ngốc nghếch, làm sao ta có thể khiến chúng hiểu ra và thay đổi bây giờ? Ngươi hãy mau chóng theo sự sắp đặt của ta. Mặt trời nhanh chóng nảy ra một kế hoạch. Ông bèn nhờ đến sự giúp đỡ của một đám mây lớn màu xám. Anh ta vui vẻ đồng ý. Bầu trời, từ từ bầu trời bị làm cao sao thế này? Và che khuất cả mặt bầu trời. Mặt trời ơi, bác ở đâu rồi? Cháu không muốn chờ trốn tìm thế này đâu. Bất ngờ một tia chớp lóe lên, một tiếng sét nổ lớn, gió thổi du du, và những giọt nước từ đám mây xám bắt đầu rơi xuống. Mưa to rồi, mưa to gió lớn trút xuống đầu những màu sắc một cách dữ dội, khiến cho chúng hoảng hốt và rối loạn. Trời ơi, cơn mưa như trút nước, thật không đúng lúc chút nào. Cứu tôi với, những giọt nước dữ dội làm tôi đau quá. Những cơn gió này sẽ nhanh chóng thổi bay tôi đi mất thôi. Thế này thì cây cối và hoa lá sẽ chết vì ngập nước thôi. Những giọt mưa này thật không biết kiêng dè gì hết. Chúng tấn công cả tôi này. Mưa ơi, tôi là sắc màu của bạn cơ tôi mà. Tôi chịu thua. Không thể bình tĩnh hay suy tư gì được trong thời tiết này. Trời ơi, các bạn, chúng ta hãy mau chóng hợp lại, sát cánh và cùng che chở cho nhau đi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể vượt qua được cơn mưa to gió lớn này. Nghe lời đề nghị của màu tím thông thái, cả bảy sắc màu cùng nhau đứng sát lại, khoác vai và cầm tay nhau trong mưa lớn. Họ dần dần trở nên vững vàng hơn. Từ lúc đó, những cơn gió mạnh đã không thể thổi bạc cả bảy người bạn đi được. Họ dùng tay che chở cho nhau, khiến cho những giọt mưa vừa rơi xuống đã trôi đi sạch. Họ cứ đứng cùng nhau như vậy cho đến khi mưa tạnh, gió ngừng thổi. Và thật kỳ diệu, một dải cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp hiện ra trên bầu trời. Từ dải cầu vồng đó, mặt trời dần dần ló ra, tỏa sáng rực rỡ khắp thế gian. Này các cậu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây chính là chúng ta khi hợp lại hay sao chứ? Ơi, đẹp quá! Chúng ta rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Ôi, vậy mà chúng ta chưa bao giờ biết đến điều này. Đó chính là vẻ đẹp và sức mạnh của các cháu đó. Thật là buồn nếu các cháu cứ đố kỵ và căm ghét lẫn nhau như vậy. Những nàng tiên màu sắc thấy mặt trời nói có lý, họ vui vẻ đồng ý. Mỗi màu được tạo ra đều có nhiệm vụ và ý nghĩa riêng trong thế giới này. Tất cả đều góp phần làm đẹp cho cuộc sống. Cho nên đừng chia rẽ nữa, hãy bắt tay nhau và cùng tô điểm màu sắc cho cuộc sống này nha. Từ giờ trở đi, mỗi khi mưa xuống, các cháu hãy cùng nhau tạo thành cầu vồng trên bầu trời để chứng tỏ rằng các cháu đã chung sống hòa bình nha. Vậy đó, cơn mưa chính là cách để mặt trời đánh thức sự đoàn kết của bảy sắc màu mỗi khi họ bất hòa. Bởi vậy mà kể từ đó, cứ sau một cơn mưa, nhân gian lại được chiêm ngưỡng dải cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp tỏa sáng trên bầu trời xanh. Đó chính là bảy nàng tiên sắc màu đỏ, cam, vàng, lục, chàm và tím đã hòa giải và cùng nhau tạo nên sắc màu cho cuộc sống đấy. Vị thần của đàn khỉ. Ngày xưa, có hai người hàng xóm làm nghề thợ săn, cùng sống trong một ngôi làng nhỏ. Họ là Harry và Cole. Harry là một người tốt bụng, chăm chỉ. Chàng sống cùng với vợ, đó là nàng Trophin hiền diệu, hết mực yêu thương chồng. Hàng ngày, chàng đều lên rừng đốn củi và săn bắn. Harry có một sự kiên nhẫn đáng nể. Chàng có thể ngồi im rình con mồi suốt cả buổi, khiến cho chúng mất cảnh giác. Trong khi đó, người hàng xóm Cole lại là một kẻ tham lam và bủn xỉn. Vợ của hắn là Jana,
cũng xấu tính y hệt. Mỗi khi đi săn chung, cô lại lén lút trộm một ít thành quả của Harry rồi tự nhận đó là của mình. Harry biết việc ấy, nhưng vì muốn giữ thể diện cho Cole, chàng đã nhiều lần bỏ qua cho gã. Đáng ra anh ta không nên làm như vậy. Anh chỉ có thể cho tôi vay một ít bột mì để làm bánh được không? Khi Harry trở về tôi sẽ trả lại ngay mà. Chúng tôi nghèo lắm, đâu có thừa mà cho cô vay được. Chúng tôi nghèo lắm, đâu có thừa mà cho cô vay được. Trophin buồn bã trở về tay không. Vợ chồng Cole keo kiệt và muỗng xỉn như thế đấy. Một ngày như mọi ngày khác, Harry lại chuẩn bị lên đường vào rừng. Đây là túi bánh ta vừa mới làm xong, chàng hãy mang đi để ăn đi đường nha. Nhớ cẩn thận đó. Cảm ơn nàng, nàng chu đáo quá. Những chiếc bánh mới thật hấp dẫn làm sao. Làm việc chăm chỉ suốt cả buổi sáng, Harry nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Một ngày làm việc hiệu quả, gốc cây này thật lý tưởng để ta nghỉ ngơi một chút. Trong lúc ngủ say, túi bánh trong người Harry rơi ra ngoài. Những chiếc bánh thơm ngon nằm lăn lóc xung quanh chàng. Mùi thơm của những chiếc bánh đã hấp dẫn một đàn khỉ đói bụng kéo tới mà Harry không hề hay biết. Các ngươi nhìn kìa, những chiếc bánh nướng thật tuyệt. Những chiếc bánh rơi xung quanh người kia, chắc chúng là của ông ta rồi. Lỡ ông ta đánh đuổi chúng ta đi thì sao? Hương vị của chúng hấp dẫn quá à. Đúng lúc chúng ta đang đói cồn cào nữa chứ. Nhưng rồi đàn khỉ đói bụng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những chiếc bánh nướng. Một vài con khỉ can đảm nhất rón rén tới gần nhặt bánh lên ăn, nhưng Harry vẫn ngủ say sưa. Đàn khỉ cảm thấy yên tâm hơn, chúng thi nhau tới gần Harry nhặt bánh lên ăn. Thấy Harry vẫn không động đậy, chúng không đề phòng gì nữa, xúm lại xung quanh vui vẻ ăn bánh và cười đùa với nhau. Tiếng nô đùa của lũ khỉ đã làm Harry tức giận. Nhìn đàn khỉ đói ngấu nghiến những chiếc bánh, Harry cảm thấy thương tình, chàng kiên nhẫn giữ yên lặng. Chuyện gì thế này? Ôi trời, một đàn khỉ, chúng đã lấy hết túi bánh của ta rồi. Đến khi đàn khỉ đã chia nhau ăn hết sạch túi bánh, chúng mới ngạc nhiên nhìn về phía Harry. Tội nghiệp, chắc là chúng đói lắm rồi. Ta cứ cho chúng túi bánh này vậy, nhịn đói một ngày cũng đâu có sao đâu. Này, tại sao chúng ta đã ăn hết bánh lại cười nói ầm ĩ như vậy mà ông ta vẫn yên lặng, không hề đánh đuổi chúng ta đi gì hết? Ừ nhỉ, vì sao lại thế? Ta biết rồi, không phải người đâu. Đây là một bức tượng thần của loài khỉ chúng ta. Thấy chúng ta đói khổ, ngài đã ban cho chúng ta túi bánh lớn. Ôi, chúng con xin cảm ơn ngài, vị thần đại của loài khỉ. Lũ khỉ thì nhau sụp lạy và vái chào Harry như một vị thần thật sự. Chàng thấy thú vị quá nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi im lặng. Đàn khỉ này lại coi ta như một vị thần của chúng cơ đấy. Tại sao thần tượng của chúng ta lại ở đây nhỉ? Có lẽ ngài đã đoán trước và chờ sẵn ở đây để giúp chúng ta đấy. Thật là bất kính khi để ngài phải ngồi ở giữa rừng núi hoang vắng như vậy đó. Đúng vậy, chúng ta hãy cùng nhau khiêng ngài về thờ phụng trên núi thiên của loài khỉ đi. Đàn khỉ đồng ý ngay với lời đề nghị của khỉ đầu đàn. Thế là chúng súng lại, cùng nhau khiêng Harry lên cao và bước đi. Chúng ta có thể nghèo đói, nhưng vị thần vừa mới ban phúc lành cho chúng ta. Hãy đưa ngài tới những ngọn núi. Harry đã buồn cười lắm rồi, nhưng chàng vẫn cố gắng nín nhịn và nằm yên trên đầu đám khỉ. Chàng muốn xem chúng sẽ đưa mình tới đâu. Nhưng chúng ta sẽ đưa thần tới ngọn núi thiên nào đây hả? Vị thần này rất hào hiệp đã tặng chúng ta cả một túi bánh lớn. Chúng ta hãy đặt ngài ở núi vàng đi. Núi vàng sao? Đó là một nơi nào nhỉ? Sau một quãng đường, đàn khỉ đã mang Harry tới một ngọn núi. Xung quanh là những thỏi vàng chất thành đống, tỏa sáng chói mắt, khiến cho Harry vô cùng sửng sốt. Đàn khỉ đặt chàng ngồi ở một nơi trang nghiêm nhất trên đỉnh núi. Tất cả đều cùng nhau cúi chào tượng thần của chúng. Lần lượt từng con khỉ cầm những thỏi vàng cung kính đặt xung quanh Harry. Đó là nghi lễ thiêng liêng nhất của đám khỉ. Sau khi cử hành xong nghi lễ, đàn khỉ cùng nhau bỏ đi. Đợi cho chúng đi khuất, Harry mới vui sướng ngắm nhìn đống vàng xung quanh mình.
Chưa bao giờ ta được nhìn thấy nhiều vàng đến thế. Có lẽ vàng trên khắp thế gian đều đã ở đây hết rồi. Hedy vui vẻ nhặt đủ những thỏi vàng cho đầy túi, rồi chàng tìm đường ra khỏi núi vàng, quay trở về nhà. Khi nghe Harry kể lại, nhìn thấy đống vàng chàng mang về, Trophin vẫn không thể tin vào mắt mình. Thật kỳ diệu, đó là một vận may khó tin. Harry, chúng ta cũng nên sắm sửa nhà cửa và đồ đạc mới đi, có đúng không nào? Và tổ chức một bữa tiệc mừng chứ. Chúng ta sẽ mời cả vợ chồng của Con và Jana nữa. Khi Con và Jana tới, họ rất kinh ngạc khi thấy hai vợ chồng người hàng xóm bất chợt trở nên giàu có. Trời ơi, các người lấy đâu ra những bộ quần áo đẹp và trang sức lộng lẫy như thế này? Và cả bữa tiệc sang trọng này nữa chứ. Vợ chồng Henry vui vẻ kể lại câu chuyện. Con và Jana rất sửng sốt. Họ vô cùng ghen tị với người láng giềng. Sau khi trở về nhà, họ hí hửng bàn nhau làm theo. Mình hãy làm cho tôi một túi bánh giống như thế. Ngày mai tôi sẽ vào rừng lấy vàng từ chỗ đàn khỉ kia. Ông hãy cầm lấy số túi này, nhất định phải lấy được thật nhiều vàng và giàu có hơn cả vợ chồng họ tôi mới chịu, nghe chưa? Jana nhanh nhẹn xuống bếp làm bánh. Nhưng thay vì làm một túi đầy bánh, người vợ keo kiệt lại tiếc rẻ. Làm một túi đầy bánh cho lũ khỉ thì phí quá. Ta chỉ làm một bọc nhỏ thôi. Sáng hôm sau, Jana đưa cho Con một bọc bánh nhỏ và thúc giục chồng lên đường. Theo lời kể của Harry, Con tìm đúng gốc cây ngày hôm qua. Chờ đợi được một lúc, hắn cảm thấy mệt và đói. Đói quá đi mất. Cho đám đàn khỉ cả bọc bánh này mà ta chẳng được ăn miếng nào. Thật là vô lý. Chỉ bằng ta cứ ăn cho no bụng trước đã, rồi sẽ để lại cho chúng vài cái cũng được. Thế là Con lấy bánh trong túi ra ăn thỏa thích cho đến lúc no căng bụng. Đến khi chỉ còn lại 3 cái bánh cuối cùng, Con mới tiếc rẻ để lại cho đàn khỉ. Hắn giả vờ nằm ngủ say ở gốc cây để những chiếc bánh rơi ra xung quanh mình. Mùi thơm của những chiếc bánh cũng hấp dẫn đàn khỉ tới. Nhìn kìa, lại là những chiếc bánh nướng thơm ngon. Nhưng hôm nay chỉ có đúng 3 chiếc bánh thôi. Và cả một ông thần khác nữa. Đàn khỉ đem bánh chia nhau, nhưng vì quá ít bánh khiến cho chúng đã đói lại càng đói hơn. Mau ăn đi, những con khỉ ngu ngốc. Ăn xong thì hãy đưa ta. Dù sao đây cũng là một bức tượng thần. Chúng ta hãy mau đưa ngài tới núi thiên của loài khỉ. Phải rồi. Nghe lời khỉ đầu đàn, những con khỉ súng vào khiên Con lên cao và bước đi. Chúng ta có thể nghèo đói, nhưng vị thần vừa ban phước lành cho chúng ta, phải đưa ngài tới những ngọn núi thiên. Nhưng chúng ta sẽ đưa thần tới núi thiên nào? Vị thần hôm qua đã đặt ở núi vàng rồi. Hơn nữa, vị thần này có vẻ không được hào phóng như vị thần kia. Chỉ cho chúng ta có 3 chiếc bánh. Thôi thì hãy đem đặt ở núi bạc đi. Vừa nghe đàn khỉ muốn đặt mình ở núi bạc, Con vô cùng sốt ruột. Hắn không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Cái gì? Núi bạc ư? Không được, hãy đặt ta ở núi vàng. Núi vàng chứ. Thấy vị thần đột nhiên cử động và hét lên, đàn khỉ vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn, mỗi con một hướng. Con bị hất ngã văng xuống sông. Có ai không? Cứu tôi với. Ở nhà, Jana chờ mãi không thấy Con về. Cô ta đành phải chạy sang cầu cứu vợ chồng Harry và Trophin. Họ cùng nhau vào rừng tìm kiếm khắp nơi và may mắn cứu được Con khi anh ta đang sắp chìm hiểm. Cứu tôi với! Con, tôi đến cứu anh đây. Được Harry cứu thoát chết, vợ chồng Con cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Cảm ơn Harry, Josephine. Tôi quá tham lam và bủn xỉn, vậy mà hai người vẫn nhiệt tình cứu giúp tôi như vậy. Chúng tôi xin lỗi, từ giờ chúng tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa. Đừng bận tâm, dù sao chúng ta cũng vẫn là hàng xóm, là bạn của nhau cơ mà. Từ đó Con và Jana đã từ bỏ được thói tham lam, keo kiệt. Họ chăm chỉ làm ăn, sống hòa thuận với tất cả mọi người. Còn Harry và Trophin, họ xây được một ngôi nhà khang trang, trở nên khấm khá hơn và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Có một chàng hoàng tử can đảm tên là Ban Khương. Chàng thích tự do, thường xuyên ra ngoài chi hành. Ban đêm chàng lại dạo chơi trong vườn, ngồi bên cạnh gốc cây sồi thổi sáo tâm sự.
Thưa vua cha, cha gọi con sao? Mạch Khương, đây là công chúa Lexi nước láng giềng. Người đã có hôn ước với con. Lexi sẽ tham quan vương quốc và ở lại cung điện vài ngày. Thế nào Lexi, con thấy sao về hoàng tử Mạch Khương con trai ta? Thưa đức vua, mới nhìn thấy vàng, con đã rất thích vàng rồi. Con hoàn toàn đồng ý với hôn sự này. Tốt lắm. Thì ra đó là công chúa Lexi nước láng giềng, nổi tiếng là người ngang ngược, kiêu ngạo đó sao? Khoan đã, thưa cha, cha còn chưa hỏi ý kiến của con mà. Con không đồng ý. Cái gì, con dám chống đối quyết định của ta sao? Hãy cho ta một lý do, nói đi con. Thưa cha, con muốn tìm tình yêu đích thực và tự quyết định hạnh phúc của mình. Bạch Khương à, là một hoàng tử, con phải đặt lợi ích vương quốc lên trên hết. Cuộc hôn nhân này á sẽ giúp chúng ta liên minh với họ đó con à. Cha à, nếu thế con sẽ chẳng thể vui vẻ được. Con đã quyết định rồi à? Được lắm, ta cho con thời hạn đến sinh nhật sắp tới của ta. Nếu con không thể tìm được tình yêu đích thực, con sẽ phải lấy công chúa Lexi ngay. Cả cung điện rộng lớn như thế này, sao chẳng có ai chịu hiểu cho ta cả? Nàng là ai thế? Nàng từ đâu xuất hiện vậy? Ta tên là Lana, ta sống trong cây sồi này. Lâu nay ta vẫn ở đây nghe chàng thổi sáo và tâm sự. Hôm nay ta thấy chàng thổi sáo buồn quá, vì vậy ta mới ra ngoài gặp chàng nè. Bác Cơm, điều gì khiến cho chàng phiền muộn như vậy? Ta có thể giúp chàng chia sẻ không? Vua cha bắt ta phải lấy công chúa Lexi, người mà ta không hề có tình cảm. Cảm ơn nàng Lana, ta cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Nàng là người duy nhất lắng nghe và hiểu ta. Nàng có thể ở lại bên cạnh ta từ bây giờ có được hay không? Rất tiếc, ta chỉ có thể ra ngoài gặp chàng vào buổi tối mà thôi. Rồi ta sẽ phải quay về trong cây sồi. Đó là số mệnh của ta rồi. Vậy thì tối mai. À không, tối nào ta cũng thể tới đây gặp nàng. Thì ra mỗi đêm hoàng tử lại ra giường là gì thế? Một cô gái từ trong cây sồi ư? Chờ đấy, ta sẽ không để các người thân mật thế nữa đâu. Người thổi sáo không phải là Bát Cơm sao? Tại sao lại là cô? Cô là ai vậy hả? Ta là Lexi, vợ chưa cưới của chàng. Lính đâu? Bắt cô ta lại. Cô ta chính là một yêu quái đang tìm cách mê hoặc hoàng tử. Không, các người nhầm rồi. Ta không phải là yêu quái. Ta là bạn của hoàng tử Bát Cơm mà. Ngươi còn chối cãi ư? Chỉ có yêu quái mới có thể trốn vào trong cây sồi được thôi. Đem cô ta ra ngoài trừng phạt trước khi hoàng tử trở về. Lũ vô dụng, vậy mà cũng để cô ta trốn vào trong cái sồi được. Mau chặt cái cây quái quỷ này cho ta, để cô ta không còn trốn dung thân nữa. Thưa hoàng tử, công chúa Lexi tối hôm qua đã sai người chặt đổ cây sồi rồi ạ. Lexi, ai cho phép nàng làm thế? Nàng không biết đó là gốc sồi yêu quý của ta sao? Chỉ là một cái cây vô dụng, có gì mà chàng phải nổi nóng. Khi chúng ta thành hôn, sau này ta trở thành hoàng hậu, nơi đây cũng là nhà của ta thôi. Lana, nàng có nghe thấy tiếng sáo của ta không? Ta đã trở về rồi, nàng hãy ra đây gặp ta đi. Bát Cơm, cây sồi đã bị chặt rồi. Ta không thể xuất hiện nữa. Chỉ khi cây sồi lớn lên ta mới xuất hiện trở lại được. Tới lúc đó ta đã lấy Lexi rồi, nhưng ta chỉ yêu mình nàng mà thôi. Còn một cách nữa, nhưng sẽ rất khó khăn. Chàng phải vào rừng tìm đến một gốc sồi cổ thụ, là cội nguồn của cây sồi này. Có một mụ phù thủy sống trong gốc sồi, đó là kẻ đã nhốt ta vào đây. Chỉ có mụ mới biết cách giải thoát cho ta. Nhất định ta sẽ tìm được, và cầu xin bà ta giải thoát cho nàng.
Đây rồi, cuối cùng ta đã tìm thấy nó rồi. Chính là gốc cây xoài cổ thụ mà Lana đã nói tới. Nhưng làm sao có thể tìm bà phù thủy ấy bây giờ đây? Bà phù thủy ở trong cây xoài ơi, ta muốn gặp bà. Điếc tài quá, ngươi là ai? Đến gốc cây xoài của ta làm gì? Ta là Mắt Cơm, cầu xin bà hãy buông tha cho Lana. Lana à? Đúng là ta đã nhốt con bé đó. Muốn nó được tự do ư? Cũng có thể. Nhưng ngươi phải làm cho ta một việc. Xin bà cứ ra lệnh, ta sẽ cố gắng hết sức. Ta còn thiếu một thứ nguyên liệu quan trọng để điều chế thuốc cho Lana. Đó là viên đá nham thạch ở trong hang núi ở phía trước, do một con quái vật nham thạch đang canh giữ ở đó. Hả? Sau đó, ngươi phải hứng giọt sương từ trên cây sồi này, ngâm viên đá dung nham trong đó, rồi nộp cho ta. Ngươi có nhớ chưa? Nếu hắn mang được viên đá đó về thì tốt, còn nếu không, hắn sẽ bị con quái vật tiêu diệt, chẳng liên quan gì đến ta hết. Ta không muốn quấy rầy ngươi, nhưng ta chỉ cần viên đá nhung nham. Xin ngươi hãy đưa nó cho ta, ta sẽ rời khỏi đây. Không được rồi, lớp đá bên ngoài của nó quá chắc chắn, ta không tài nào làm nó bị thương được. Ta phải dùng cách khác. Ta sẽ khiến ngươi ngủ mê trong điều sáu này. Thì ra viên đá đó được giấu trong người con quái vật này. Tốt lắm, chỉ cần một bước nữa thôi, ta sẽ giải thoát cho Lana. Đây là thứ thuốc độc hại gì thế này? Mụ phù thủy, mụ đã lừa ta sao? Đúng vậy, đó là thứ độc dự hại người mà ta đã lừa ngươi đi làm. Ngươi tưởng rằng ta sẽ giúp ngươi chế thuốc giúp con bé Lana ư? Đừng có mơ. Giờ thì hãy ngoan ngoãn đưa số thuốc độc đó cho ta. Nếu không, ta sẽ nhốt luôn ngươi vào gốc cây sồi. Ngươi sẽ chung số phận với Lana. Mụ phù thủy gian ác, tuy rằng ta không đánh lại mụ, nhưng mụ cũng đừng hòng lấy được số thuốc độc hại này. Gốc cây sồi của ta, căn cứ của ta, sức mạnh của ta, không thể như thế được. Mụ ta đã bị tiêu diệt, ta cũng không biết cách nào để cứu được Lana nữa rồi. Lana, nàng đã thoát được rồi sao? Gốc sồi lớn và một phù thủy đã bị tiêu diệt. Lời nguyền của một phù thủy lên ta đã mất tác dụng rồi. Vì thế ta đã trở lại trước mặt của chàng đây. Ta cũng là một cô công chúa, từ nhỏ đã trúng lời nguyền độc ác của một phù thủy và bị giam cầm trong nhánh sồi này. Tình cờ nó được trồng trong cung điện này, và khi nó lớn lên cũng là lúc ta gặp chàng. Mắt Cơm, chàng đã giúp ta được tự do rồi. Lana, ta yêu nàng. Từ bây giờ nàng hãy ở lại bên cạnh của ta nha. Ta đồng ý. Man Khơm đưa Lana vào cung điện ra mắt vua cha. Họ kể lại tất cả hành vi xấu xa của Lacy. Nhà vua rất tức giận, ra lệnh trục xuất Lacy khỏi vương quốc. Lễ cưới của Man Khơm và Lana, nàng công chúa trong cây sồi, đã diễn ra rất tưng bừng. Họ sống bên nhau hạnh phúc và trị vì vương quốc trong thái bình mãi về sau.